Chẳng ngôn ngữ nào êm dịu và trầm lắng cho bằng ngôn ngữ của thi ca. Chẳng âm điệu nào thiết tha cho bằng cung thanh trầm của khúc nhạc. Âm nhạc có thể hàn gắn những vết thương lòng, khơi dậy niềm cảm xúc. Nhờ có âm nhạc mà cuộc sống tốt đẹp hơn, con người thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Đối với chàng trai trẻ Trần Tuấn An, âm nhạc là niềm đam mê, là sợi dây kết nối yêu thương và là trách nhiệm với chính quê hương đất nước mình. Trần Tuấn An hiện đang theo học thạc sĩ khoa guitar tại trường Đại học Yale, Mỹ với mức học bổng toàn phần trị giá 50.000 đô la Mỹ mỗi năm. Tuy chỉ mới 23 tuổi, nhưng Tuấn An đã sở hữu bảng thành tích nổi bật: giải nhất cuộc thi âm nhạc tại North Park University năm 2013, giải nhất cuộc thi hòa tấu tại North Park University năm 2013, giải nhất cuộc thi âm nhạc Evanston Music Club, giải nhất cuộc thi âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Hoa Kỳ Society of American Musicians SMA tổ chức năm 2013. Đặc biệt, cũng trong năm 2013, Tuấn An đã vinh dự nhận được giải thưởng sinh viên xuất sắc của Học viện Lincoln, bang Illinois, Hoa Kỳ lần thứ 39. Để có được thành công ấy, ngoài tình yêu, niềm đam mê dành cho cây đàn guitar, còn phải kể đến sự nỗ lực, cố gắng của chàng trai trẻ này. Con đường âm nhạc mà Tuấn An theo đuổi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đã có lúc tưởng chừng như đứt quãng trong 2 năm đầu ở Mỹ. Nhưng chính tình yêu, niềm đam mê đã giúp cho Tuấn An tiếp tục để có những thành tích như ngày hôm nay. Over the past 4 years, An has matured as a guitarist, as a musician, and as a person. As a guitarist, An's technical ability has continued to grow. He has developed a beautiful tone and plays more effortlessly than ever. As a musician, An has developed the skill to communicate through the music he plays. He brings meaning and emotion to the music. He analyzes the music and understands the composer's intentions. Then he draws upon his own emotion. Ngay từ nhỏ, Tuấn An đã thường xuyên theo bố mẹ đi làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sang Mỹ du học, Tuấn An cũng cùng trường tham gia những buổi từ thiện biểu diễn âm nhạc quyên tiền dành tặng cho những người vô gia cư, những trại dưỡng lão. Mười lăm năm gắn bó với cây đàn guitar, hơn ai hết, Tuấn An hiểu rõ những ý nghĩa và điều kỳ diệu mà âm nhạc mang lại. Đó cũng chính là lý do mà Tuấn An luôn mong muốn dùng thứ âm nhạc của mình tạo ra để xoa dịu những nỗi đau và kết nối mọi người gần lại với nhau hơn. Mỗi khi được trở về thăm nhà, Tuấn An dành khá nhiều thời gian cho những công việc thiện nguyện cùng với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Với cây đàn guitar và những món quà nhỏ được quyên góp từ Mỹ, Tuấn An đến các làng trẻ em ở Hà Nội và những tỉnh lân cận khác để biểu diễn và tặng quà cho các em nhỏ. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu thương, là mong muốn được sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Ấy, thì cảm giác nó êm đềm và nó sâu lắng, nó rất là hay. Oh, that was awesome, perfect. That was so soft for the ears, and that was kind of lovely. And I think everybody here appreciated.
Những nụ cười, niềm vui, sự thích thú hiện lên trên từng gương mặt của mỗi em nhỏ chính là động lực để Tuấn An cố gắng hoàn thiện mình hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tôi nghĩ thế này này là đối với các em mà có điều kiện mà cũng được gia đình, được xã hội mà đi học nước ngoài mà lại quay trở về đây mà lại mang những kiến thức của mình đấy để đến là vui cùng với các bạn, mà nhất là bạn An ở đây thì lại là đang học về âm nhạc đấy, thì cái này là mình tự mình là mang cái kiến thức của mình và có những cái bản nhạc để mà để đưa vào cho các em cùng tham gia, thì tôi nghĩ cái này rất là tốt. Thế còn thì bên cạnh đó thì lại có thêm một cái chút quà nho nhỏ, thì tự nhiên nó thể hiện cái tấm lòng. Tôi cũng rất là thấy cảm động khi mà em đã có cái ý thức là đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, và nhất là muốn đem cái âm nhạc kiến thức của mình học để xoa dịu những nỗi đau còn rất là khó khăn. Do đó mà khi tôi nhận được cái tin như thế, tôi rất là phấn khởi và cũng rất mừng, và tạo mọi điều kiện cho An về để đi đánh biểu diễn ở các cái trung tâm từ thiện. Được học tập và rèn luyện ở Mỹ, đất nước mà âm nhạc rất phát triển, với Tuấn An là một điều may mắn mà không phải sinh viên âm nhạc nào cũng có được. Anh luôn hy vọng có thể làm được điều gì đó, mang nhiều cơ hội học tập tại nước ngoài đến cho những bạn sinh viên âm nhạc của Việt Nam. Tuấn An đã dành khá nhiều thời gian và công sức để thuyết phục Hội đồng trường North Park, Chicago, Mỹ, nơi cậu từng học tập 4 năm, đến với Việt Nam để tổ chức tuyển chọn và trao học bổng cho những sinh viên âm nhạc xuất sắc nhất. Tuấn An cùng hai giảng viên của trường là thầy Tom Jelly và cô Julia Goldberg đã có những buổi giảng dạy, giao lưu và lựa chọn trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc tại hai trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. It's all because of An Tran, and when he came to North Park, he was a wonderful student to have at North Park because his worth ethic was so strong. And he worked hard and practiced and is a wonderful, accomplished professional musician. And he wanted us to know where he came from, to know the school where he initially studied, and to help provide opportunities for other students here in Vietnam also. So it was his idea to come, and he helped arrange this. And I think it would just be tremendous to have other Vietnamese students come to Chicago and be able to take advantage some of the opportunities we have there also. Khi mình biết tin các có thầy cô giáo vào trường thì mình bắt đầu mình rất là vui mừng và như là mong đợi lâu lâu rồi, ở Hà Nội mình không có một cái học bổng nào của nước ngoài tài trợ, thì lần này họ tìm kiếm thì mình sẽ cố gắng hết sức. Đây chính là cơ hội cho các bạn sinh viên âm nhạc Việt Nam được thử sức, học hỏi kinh nghiệm và giành được những học bổng hấp dẫn của trường North Park. Sự nhiệt tình, năng nổ cũng như tài năng của họ đã gây ấn tượng mạnh đối với hai giảng viên âm nhạc đến từ Hoa Kỳ. Oh, the Vietnamese students performed beautifully today. We heard pianist, violinist, double bass, as well as guitarist, and everyone played extremely well. It was great to hear. We could see their dedication and all the long hours of practice, and it's coming together for them to make great music. So we could really see the evolution from the different students. We heard students who were. Anh rất là tự hào khi học từ trường ngôi trường này ra, tại vì các bạn guitar thì rất là có năng khiếu, kỹ thuật thì tuyệt vời, và các bạn khoa khác piano và chỉ huy thì cũng rất là đam mê, và hai thầy của An rất là ngạc nhiên khi học sinh Việt Nam có tài năng như thế này, cho nên An rất là tự hào và hy vọng sau chuyến đi này thì
có một bạn nào đó sang Mỹ. Trở về nước lần này, ngoài việc cùng với thầy cô tuyển chọn và trao học bổng cho các bạn sinh viên, Tuấn An còn muốn giới thiệu những nét đẹp của Việt Nam cho họ. Tuấn An đưa thầy cô đến thăm làng Then thuộc xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang, ngôi làng duy nhất tại Việt Nam có truyền thống chơi vĩ cầm suốt gần 60 năm nay. Cách Hà Nội khoảng 70 km theo đường quốc lộ 1A, ngôi làng đơn sơ và bình dị này có một điều vô cùng đặc biệt. Đây là nơi có rất nhiều nhà công violon xuất thân từ những người nông dân say mê âm nhạc. Ban ngày, họ ra đồng và làm những công việc đồng áng. Lúc đó, họ là những người nông dân cần mẫn trên nương ngô, ruộng lúa. Vậy nhưng khi trở về nhà, họ nói với nhau những câu chuyện về nhạc cụ, nhạc lý và cùng nhau chơi những bản nhạc vĩ cầm. Nét chất phát thôn quê và dòng máu nghệ thuật như hòa quyện vào nhau tạo ra một nét đẹp rất riêng của vùng đất văn hóa này. Tuy chỉ tự học và tự chỉ dẫn cho nhau, nhưng hầu hết nhạc công trong làng đều có thể tự đọc nhạc, sướng âm khá hoàn chỉnh. Bởi thế mà màn trình diễn của đội nhạc trong làng rất chuyên nghiệp và để lại ấn tượng sâu sắc với hai giảng viên âm nhạc đến từ Mỹ. Âm nhạc đã phá bỏ mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, địa lý để họ đến tìm hiểu, giao lưu và thân thiết với nhau hơn. Quả thực là khi gặp các bạn thì tôi thấy một cái sự gắn bó, một cái niềm đam mê nó trỗi dậy. Bởi vì các bạn là rất cổ vũ anh em tôi về cái tinh thần. Các bạn từ Mỹ sang mà lại quan tâm nhớ tới cái dàn nhạc violon của làng Then chúng tôi, quả thực đấy là một cái điều mà chúng tôi rất trân trọng. I like being in the village very much because the people are very warm, and I like how they use music for community purposes. So there is a relationship between the fact that they make music and the fact that they are a community, as opposed to many individuals. Thật khó có thể nói hết được những điều kỳ diệu mà âm nhạc mang lại. Dù là bất cứ công việc gì, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng có thể lắng nghe được những âm thanh hấp dẫn của âm nhạc. Đến với làng Then, hai giảng viên người Mỹ ngoài việc được thưởng thức dàn nhạc vĩ cầm, còn được tham quan và tìm hiểu về cuộc sống nơi đây với những nét đặc trưng nhất của một vùng quê Việt Nam. I like Vietnam very much, especially I see people who are very hard working, dedicated, and disciplined and open, very kind, a lot of hospitality. I wished I could learn more about the tradition because I don't speak the language, but I'm very happy to be here. All right, so this would be my first experience in a Vietnamese village, and it's something so different than anything. It's so beautiful and the people are so warm, and it was great to hear the music. I wouldn't have imagined to hear such heartfelt music. Âm nhạc đến với Tuấn An một cách tự nhiên và chàng nghệ sĩ đã dùng chính âm nhạc để thể hiện tài năng, nhiệt huyết tuổi trẻ. Và ẩn chứa trong từng nốt nhạc ấy là tình yêu, trách nhiệm đối với quê hương của một người nghệ sĩ trẻ.